này mình đi câu cá sắt nhá. Mình dùng con cá sắt mình lua trong quán thua gì không các bạn ạ? Ao nước trắng trắng trong này nó không có cái gì nó vướng ở dưới ấy, thì mình có thể lua cá sắt được. Wow. Thôi. Bắt rồi. Tuột đây anh em ơi. Không biết là cái. Thôi xong. Các bạn nhìn này. Quãi lưỡi luôn. Đấy. Chuệch lưỡi ra luôn, quãi luôn. Không biết con gì. Mình không cầm kìm theo. Nhưng mà hy vọng là còn cái lưỡi này với cả ba cái lưỡi này vẫn được. Thôi mình có lua. Thế sao bóp được vào anh em ạ? Quãi luôn. Ghê. Thế còn gì ghê thế? Còn tiếp tục nhá. Mm-hmm.